Dạ vâng, kính thưa quý vị mến, một hình ảnh, một hình tượng, một nhân vật có lẽ là chúng ta không còn lạ gì. Bác Hồ kính yêu luôn luôn trong lòng của mỗi con người, mỗi dân tộc chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn phần trình diễn của nghệ sĩ Minh Hòa cùng Tốp Múa Vô Hòa qua nhạc phẩm Mùa Thu Nhớ Bác.